Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí. Chuyện đọc việt.com. Sau đây là bộ truyện Đại Phụng Đả Ca Nhân của tác giả Mại Báo Tiểu Lang Quân. Tập 173. Chương 1721, vấn đề không lớn 1. Cái đuôi của mèo mướp chậm rãi cứng ngắc, hồi lâu không nhúc nhích lấy một lần. Dương thần Kim Liên đạo trưởng bay ra, tựa như thực thể, mặt không biểu cảm nhìn chằm chằm các nàng, vào nhà phải nhớ gõ cửa. Đây là lễ phép. Tiếp theo, sắc mặt thoáng dịu đi, hỏi, chuyện gì? Bạch Liên đạo trưởng mím môi, làm bộ chưa thấy mèo mướp, Thu Thiền Y vừa du lịch trở về, mang về một tình báo. Tổng đàn Địa Tông trống trơn rồi, đám yêu đạo kia không biết đã chuyển đến nơi nào. Kim Liên đạo trưởng luôn an bài đệ tử ở ngoại vi quan sát, tìm hiểu tình huống Tổng đàn Địa Tông. Cái này không cần các đệ tử bí quá hóa liều, chỉ cần chú ý tình trạng sinh tồn của dân chúng địa giới xung quanh, có thể đại khái thăm dò động tĩnh của đám yêu đạo trong tổng đàn địa tông. Đầu tiên, yêu đạo địa tông cũng cần ăn cơm, cho nên nhất định sẽ hướng dân chúng khu vực xung quanh mua lương thực, vật tư. Tiếp theo, đạo sĩ địa tông sa đọa thành ma, trong thời gian nhất định cần phát tiết dục vọng trong lòng, cái này bao gồm dục vọng phương diện sinh lý, dục vọng giết chóc vân vân. Phương diện giết chóc, yêu đạo địa tông trái lại sẽ không tàn sát dân chúng địa giới xung quanh, thỏ không ăn cỏ gần hang mà. Nhưng ở phương diện sinh lý, yêu đạo địa tông thường xuyên xuống núi cướp bóc, làm nhục dân nữ. Bọn họ không đi lầu xanh, kỹ quán những nơi đó, bởi vì nữ tử phong trần chỉ biết nhẫn nhục chịu đựng không thể thỏa mãn ác ý của bọn họ thích lăng nhục gái nhà lành. Ta ẩn núp ở phụ cận tổng đàn vài ngày, chưa gặp được yêu đạo đi ra săn bắn, liền cảm thấy có chút kỳ quái. Thu Thiền Y nhíu mày nói, sau khi hướng dân chúng xung quanh tìm hiểu, đạt được tin tức là yêu đạo địa tông đã rất lâu chưa đi ra làm loạn. Nghe vậy, lông mày Kim Liên đạo trưởng nhất thời nhíu lại thật sâu. Đám yêu đạo một lần gần nhất ra ngoài hoạt động là lúc nào? Lão trầm ngâm hỏi, đôi mắt linh động của Thu Thiền Y hướng lên trên nhìn nhìn, làm ra bộ dạng nhớ lại, nói, gần một tháng rồi. Kim Liên đạo trưởng châm trước nói, tu vi yếu, đại khái 10 ngày phải phát tiết ác ý một lần. Tứ phẩm có thể chịu đựng nửa tháng ác niệm ăn mòn, nhưng tuyệt đối không thể chịu đựng được một tháng. Nửa tháng trước, đã xảy ra cái gì? Kim Liên đạo trưởng hơi tự hỏi, liền đã rõ chân tướng thời gian giám chính bị phong ấn, ngay tại nửa tháng trước. Lão sắc mặt như thường nói, ta đã biết bọn hắn trốn chạy đi đâu rồi, không cần lo lắng. Bạch Liên đạo trưởng khẽ gật đầu, liếc mèo mướp một cái, nói, vậy không quấy rầy Kim Liên sư huynh tu hành nữa. Dứt lời, mang theo địa tông nhất chi hoa Thu Thiền Y rời khỏi. Đại tiểu mỹ nhân rời khỏi nhà tranh, Bạch Liên đạo trưởng quay đầu nhìn góc nghiêng khuôn mặt của đệ tử xinh đẹp, cười nói, Thiền Y, lực lượng công đức trên người ngươi càng thêm hùng hậu rồi. Khuôn mặt thanh tú của Thu Thiền Y nở rộ nụ cười ngọt ngào, Bạch Liên sư thúc, con đã có thể âm thần xuất khiếu rồi. Đạo môn lục phẩm, âm thần cảnh. Không thể không nói, loạn thế là thời cơ tu hành tốt của địa tông, bởi vì có quá nhiều cơ hội tích góp lực lượng công đức. Nhưng cũng là thời kỳ nguy hiểm nhất, bởi vì trong loạn thế ai cũng là kẻ ác. Người hôm nay cứu một người, ngày mai người nọ đốt giết cướp bóc, chế tạo nghiệp chướng. Phần nhân quả này sẽ có một bộ phận chuyển rời đến trên thân đạo sĩ địa tông, lúc này liền cần hao phí lực lượng công đức nhất định đi trừ khử. Đương nhiên cũng có nhân quả không thể trừ khử, ví dụ như đạo trưởng nào đó thích nhập vào mèo mướp, mê hoặc quân vương, họa loạn triều cương. Đúng rồi, trong phòng Kim Liên sư thúc sao có mèo? Hắn vừa rồi là nhập ở trên thân mèo à? Thu Thiền Y vừa rồi chưa dám hỏi. Bạch Liên đạo trưởng thở dài một tiếng, sau khi từ kinh thành trở về, Kim Liên sư huynh liền nhiễm, sở thích cổ quái nhập vào mèo mướp, hơn nữa chỉ thích mèo mướp. Ngươi coi như không biết đi, ai cũng có sở thích cổ quái, cho dù là một ít đại nhân vật, thậm chí anh hùng trong mắt ngươi, cũng sẽ có. Nàng nghĩ nghĩ, nêu ví dụ nói, quá xa không nói, chọn một ít người ngươi quen thuộc, Thiên Tông Thánh Nữ Lý Diệu Chân, mê là hành hiệp trượng nghĩa. Thánh tử Lý Linh Tố, là gặp ai yêu người đó, thích đùa bỡn thân thể cùng cảm tình của nữ tử, chọc giận nữ tử, bị giam lỏng nửa năm. Còn có Hứa Thất An được các ngươi tôn sùng cực điểm, hắn trước khi quật khởi, ngày ngày đi câu lan, đêm đêm đi giáo phường ti, còn không trả tiền. Tính cách, sở thích thành viên Thiên Địa Hội, nàng đều là lúc lần nói chuyện phiếm nào đó, nghe Kim Liên sư huynh nói tới. Nếu cứ phải hỏi lần nào, chính là nàng tìm Kim Liên sư huynh mãi không có kết quả.
Cuối cùng ở trong vườn hoa nhìn thấy một con mèo mướp vui vẻ trà trộn ở trong đàn mèo, dùng vương bát quyền giáo dục tiểu đệ. Đó còn là chuyện lúc ở Kiếm Châu. Bạch Liên đạo trưởng nghe xong, liền cảm thấy sở thích nhập lên mèo của Kim Liên sư thúc cũng không phải vấn đề gì lớn. Thu Thiền Y cảm khái nói, Hứa Ngân La tuổi trẻ phong lưu, thật sự là làm người ta ngưỡng mộ. Trong đầu Bạch Liên đạo trưởng hiện lên một chuỗi dấu chấm hỏi. Lúc này, Thu Thiền Y đã bước chân nhẹ nhàng chạy ra, nữ tử dáng người nhẹ nhàng, eo nhỏ chân nhỏ mông nhỏ, tựa như cây liễu mới đâm chồi trong sơn trại. Đêm khuya, thánh tử yên lặng thu hồi mảnh vỡ địa thư, đặt ở dưới gối đầu, sau đó mang cái chân thon dài đặt ở trên bụng dịch ra, đặt tới bên trái. Cái này thuộc về Lam Lam thích mặc váy đen. Lại mang cái chán gối lên vai phải đặt tới trên gối mềm. Tiếp theo, hắn xốc chăn, leo qua Lam Lam cùng Đinh Hàm Tú, thành công xuống giường. Thánh tử ở trong váy lụa, cái yếm cùng quần nhỏ đầy đất chuẩn xác tìm được quần áo của mình, nhanh chóng, mặc vào. Quả nhiên, sau khi kiêm tu võ phu, thể phách so với trước kia mạnh hơn nhiều. Hắn vỗ vỗ thận hoàn toàn không thấy đau mỏi, cảm khái một tiếng. Từ sau khi bị hai tỷ muội Đông Phương Uyển Dung cùng Đông Phương Uyển Thanh vắt cạn, Lý Linh Tố rút kinh nghiệm xương máu, bắt đầu tu hành võ đạo, bản thân hắn là cao thủ tứ phẩm, mạnh như thác đổ, tốc độ tu hành cực nhanh. Trước cấm nữ sắc nửa tháng, ngày ngày rèn luyện thể phách, sau đó kèm theo đan dược luyện khí, trong một tháng bước vào bát phẩm luyện khí cảnh. Cảnh giới kế tiếp là luyện thần cảnh, đối với đạo môn chuyên tu nguyên thần mà nói, luyện thần cảnh không có khó khăn, nhưng thánh tử trước mắt kẹt ở luyện khí cảnh. Từ luyện khí sơ kỳ đến luyện khí đại viên mãn, dù là lấy tu vi của hắn, cũng cần nửa năm thời gian. Các bạn đang nghe chuyện Đại Phụng Đả Canh Nhân của tác giả Mại Báo Tiểu Lang Quân tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1722, vấn đề không lớn 2. Sau nữa chính là lục phẩm đồng bì thiết cốt, từ cảnh giới này bắt đầu, độ khó tăng lên thẳng tắp, mà ngũ phẩm hóa kình thì phải xem thiên phú. Đương nhiên, thánh tử lấy tu vi đạo môn tứ phẩm kiêm tu võ đạo cũng không phải vì ở phương diện võ đạo dũng mãnh tinh tiến, mà là vì võ phu có thể đẩy mạnh thân thể. Cho nên hắn không tính trùng kích võ phu tứ phẩm, điều đó quá khó khăn. Sau khi rời khỏi phòng, hắn quay sang đi xa mấy trăm mét, tiểu viện Dương Thiên Huyễn cùng Trừ Thải Vi ở lại. Sư huynh muội, một người ở phòng đông, một người ở phòng tây. Lý Linh Tố vừa mới tiến vào sân, cửa phía phòng đông tự động mở ra, bên trong truyền ra tiếng của Dương Thiên Huyễn, Lý huynh đêm khuya tới chơi, có chuyện gì? Trong giọng nói có một tia cảnh giác, huynh đệ thì huynh đệ, ngươi cũng không thể có ý đồ với sư muội ta. Lý Linh Tố cũng không biết diễn biến tâm lý Dương Thiên Huyễn, xuyên qua sân, tiến vào phòng. Phía đông, ánh nến sau đó sáng lên, xua tan bóng tối. Dương Thiên Huyễn ngồi xếp bằng trên giường, đưa lưng về phía cửa. Dương huynh còn đang tu hành à? Lý Linh Tố thấy hắn mặc đầy đủ, không giống như đã ngủ. Thử trùng kích tam phẩm, Dương Thiên Huyễn thản nhiên nói. Như thế nào? Mắt Lý Linh Tố sáng lên. Siêu phàm chính là con đường phàm nhân lên trời, bước qua liền không thuộc về hàng ngũ phàm nhân nữa. Từ xưa đến nay, mỗi một thời đại, tứ phẩm nhiều như lông châu, siêu phàm lại đếm được trên đầu ngón tay. Cho dù thiên tài như ta, cũng không cách nào trong ngắn hạn tấn thăng tam phẩm, Dương Thiên Huyễn cảm khái. Giọng điệu đó, như là đang nói, cho dù là ta, cũng chỉ có thể làm được vô địch nhân gian. Sau khi giám chính bị phong ấn, Dương Thiên Huyễn tu hành trở nên khắc khổ. Lý Linh Tố sớm đã quen phương thức nói chuyện của hắn, nói đêm khuya bái phỏng là muốn mời Dương huynh hỗ trợ, việc này không phải ngươi ra mặt không được. Dương Thiên Huyễn rất thích giao tiếp với Lý Linh Tố, bởi vì hắn là một nhân tài, nói chuyện lại dễ nghe, cứ nói đừng ngại. Qua thời gian nữa, ta cần cùng mấy vị đồng bạn săn một đại địch, hy vọng Dương huynh có thể ra tay giúp đỡ. Lý Linh Tố bổ sung nói, không cần ngươi chính diện thừa nhận phiêu lưu, chỉ cần ở lúc cần thiết, lấy trận pháp giúp đỡ. Lý Linh Tố cảm thấy, Lạc Ngọc Hành tuy là nhị phẩm, nhưng Kim Liên cũng không yếu, hơn nữa có Hứa Bình Phong đám siêu phàm làm minh hữu. Cũng không phải kẻ địch có thể tùy ý xâm lược, bởi vậy, một cái pháp thuật dầu gió đã có thể chạy trốn lại có thể đuổi giết truyền tống thuật. Là bảo đảm an toàn sinh mệnh cho thành viên thiên địa hội, không thành vấn đề. Dương Thiên Huyễn gật đầu đáp ứng, lại nói có thể hỏi chút đối thủ là ai không. Là một trong các siêu phàm ngày đó vây giết giám chính. Lý Linh Tố trả lời,
khi nào hành động. Khí thế Dương Thiên Huyễn đột nhiên biến đổi. Không vội, hành động còn đang trong chuẩn bị. Lý Linh Tố sau khi trấn an một câu, nói về mục đích thứ hai hôm nay tới đây. Trầm ngâm một phen, vẻ mặt đau đớn nói, có cái tin tức không tốt muốn nói cho Dương Huynh về Hứa Thất An. Dương Huynh có thể lựa chọn nghe cùng không nghe. Vành tai Dương Thiên Huyễn giật giật, nhưng giọng điệu lại rất bình thản, thậm chí có chút khinh thường. Hứa Thất An tiểu tử đó, có phải lại làm một ít việc nhỏ hiển thánh trước mặt người khác hay không? Lý Linh Tố ấp ủ một phen, Hoài Khánh đăng cơ xưng đế rồi. Dương Thiên Huyễn ngạc nhiên nói, nàng một nữ nhân làm hoàng đế cái gì, nhưng rất thú vị. Đại Phụng lập nước 600 năm, chưa bao giờ có việc nữ tử xưng đế, Hoài Khánh điện hạ xem như ghi danh sử sanh rồi nha. Điều này làm Dương Thiên Huyễn có chút hâm mộ. Nhưng cái đó và Hứa Thất An có gì quan hệ? Dương Thiên Huyễn thầm nhủ, nếu Hứa tặc dám đăng cơ, ta liền dẫn binh lật đổ hắn. Như vậy ta cũng ghi danh sử sanh, hắn cũng ghi danh sử sanh, cả hai đều thắng lợi. Lý Linh Tố yên lặng nói, Hứa tặc nâng đỡ nàng thượng vị. Nói xong, hắn thấy thân thể Dương Thiên Huyễn hơi nghiêng, vô lực dựa vào trên tường, giống như người đáng thương nghe nói tin dữ, ngất đi. Dương Huynh không sao chứ? Lý Linh Tố kinh hãi, thấy hắn phản ứng như vậy, trong lòng nhất thời liền hài lòng. Qua một hồi lâu, Dương Thiên Huyễn lẩm bẩm, ngươi nói, nếu ta không bị giám chính lão sư đuổi đi, nếu ta còn ở kinh thành. Hắn tưởng tượng một phen hình ảnh mình ở kinh thành, uy áp bách quan, nâng đỡ nữ đế thượng vị. Dương Thiên Huyễn dùng đầu húc vào tường, hối hận đến xanh cả ruột, giám chính lão tặc, bị phong ấn rồi còn lỡ làng ta. Thấy thế, Lý Linh Tố liền biết mình cần phải đi rồi, chắp tay nói, Dương Huynh, ta trở về nghỉ ngơi, ngươi cũng sớm một chút nghỉ ngơi, tức quá tổn thương thân thể. Hắn xoay người rời khỏi, lúc đóng cửa, nghe thấy Dương Thiên Huyễn lẩm bẩm, ta có thể nâng đỡ Lâm An thượng vị. Nàng cùng Hứa tặc có gian tình, ta không tin Hứa tặc sẽ trấn áp nàng. 9. Có chuyện phải thông báo các vị. Vừa rồi thu được đệ tử bẩm báo, tổng đàn địa tông người đi nhà trống, yêu đạo đã rời đi. Thành viên thiên địa hội nhìn thấy Kim Liên đạo trưởng truyền thư, trong lòng trầm xuống. 1. Hợp tình hợp lý, Hứa Ninh Yến tấn thăng quá nhanh, ép Hắc Liên không thể không liên thủ với Hứa Bình Phong, đủ để nói lên Hắc Liên kiêng kỵ đối với hắn. Như vậy rời đi trận địa cũng không kỳ quái, chẳng lẽ còn ngốc nghếch giúp ở nhà chờ kẻ thù tới. 9. Bần đạo cho rằng, bọn họ hẳn là ở Thanh Châu hoặc Vân Châu. Trinh thám tiểu năng thủ Hứa Thất An đưa ra kết luận tiến thêm một bước. 3. Ta cho rằng là ở Thanh Châu. Yêu đạo địa tông tu vi không kém, là một lực lượng cực kỳ khả quan. Hứa Bình Phong không có khả năng mang bọn họ để đó không dùng ở đại bản doanh Vân Châu. Hơn nữa đối với đám yêu đạo mà nói, địa khu tràn ngập giết chóc cùng hỗn loạn mới là nhạc thổ của bọn hắn. Tốc độ truyền thư còn rất nhanh. Sở Nguyên Trần yên lặng lau đi suy luận của mình, suy luận giống với Hứa Thất An. Đúng, khẳng định sẽ không ở Vân Châu. Lý Diệu Chân cũng lau đi truyền thư ta rất quen thuộc đối với Vân Châu, sửa thành. 2. Vậy thì phiền toái rồi, Thanh Châu lớn như vậy, muốn tìm được bọn hắn quá khó. Hơn nữa, kế vây ngụy cứu triệu của chúng ta liền vô dụng. 1. Không, cái này cũng không gây trở ngại kế hoạch của chúng ta, chẳng qua cần Hứa Ninh Yến mạo hiểm. Nữ nhân này, Lý Diệu Chân nghiến răng ken két, ôm mảnh vỡ địa thư, yên lặng chờ xem. Các bạn đang nghe chuyện Đại Phụng Đả Canh Nhân của tác giả Mại Báo Tiểu Lang Quân tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1723, thành viên thiên địa hội hội hợp 1A. Kim Liên đạo trưởng hỏi, 9, nói như thế nào? 1, ta có thể ở trong khoảng thời gian ngắn, thăm dò căn cứ của yêu đạo địa tông, sẽ không trì hoãn quá lâu. Chờ tìm ra hành tung yêu đạo địa tông, tiếp tục thực thi kế hoạch. Về phần siêu phàm cao thủ của Vân Châu, cần Hứa Ninh Yến đi chủ động kiềm chế. Cái này sẽ phi thường nguy hiểm, bởi vì có Già La Thụ cùng Bạch Đế hai vị nhất phẩm. Mà Hứa Bình Phong quá nửa đã đang luyện hóa khí vận Thanh Châu, cho dù chưa hoàn toàn luyện hóa, cũng sẽ nhận được khí vận tăng thêm. Ba người này liên thủ, dưới siêu phẩm, hầu như vô địch, cho nên ngươi cần giúp đỡ. 2. Ngươi dựa vào cái gì cam đoan mình có thể ở trong khoảng thời gian ngắn tìm ra chỗ yêu đạo địa tông ẩn thân? Kim Liên đạo trưởng cùng Sở Nguyên Trần cũng muốn hỏi vấn đề này. 1. Cơ sở ngầm ngụy công lưu lại ở trong sự khống chế của ta. Chỉ một câu này, liền đánh mất băn khoăn cuối cùng của Kim Liên đạo trưởng. 4.
ta trái lại còn có một kế hoạch không tệ, xâm nhập địch doanh quá nguy hiểm, không ngại lợi dụng sứ đoàn Vân Châu, chọc giận Vân Châu quân, làm bọn họ chủ động tiến công Ung Châu, dụ rắn rời hàng. Sở Nguyên Trần bắt đầu thao thao bất tuyệt kể ý nghĩ của mình để Hứa Thất An và Hoài Khánh bù lại sơ hở. Mặt trời nguội ngắt treo ở bầu trời, Thanh Châu bố chính sứ ti, sảnh lớn nghị sự. Thích Quảng Bá một thân nhung trang bước vào sảnh lớn, tháo xuống mũ giáp đặt ở bên bàn, ánh mắt bình tĩnh nhìn quét hàng ghế hai bên. Cơ Huyền, Cát Văn Tuyên, Trác Hạo Nhiên vân vân, gần 20 tên cao tầng trong quân tập trung một chỗ. Đẩy nhanh tiếp quản các nơi của Thanh Châu, mộ binh các hạng công việc, chuẩn bị tiến công Ung Châu. Thích Quảng Bá mở miệng nói câu đầu tiên đã khiến mọi người cả kinh. Cơ Huyền một bên này, Dương Xuyên Nam ngồi ở vị trí thứ hai dẫn đầu phản ứng lại, đàm phán hòa bình thất bại rồi. Thích Quảng Bá chưa trả lời, nhìn về phía Cát Văn Tuyên, người sau phun ra một hơi, trầm giọng nói, ta mất đi liền. Lạc với Cơ Viễn công tử, trước mắt sống hay chết, không biết được. Thích Quảng Bá hạ kết luận nói, ta đêm qua tự mình bảo Chu Tước quân lẻn vào Ung Châu, thu được tin tức trong kinh thành truyền đưa qua, kế hoạch nghị hòa thất bại. Giữa Thanh Châu kinh thành, cách một cái Ung Châu. Không tính là quá xa, nhưng cũng không gần, tin tức truyền không nhanh như vậy, pháp khí giống tù và truyền âm số lượng cực kỳ thưa thớt, mật thám Thiên Cơ cung không có khả năng có được. Bởi vậy Chu Tước quân lẻn vào Ung Châu, cùng mật thám Thiên Cơ cung xếp vào ở Ung Châu bàn bạc, chỉ chờ hai canh giờ, kinh thành bên kia truyền đến tin tức, vừa vặn đi cả ngày lẫn đêm đến Ung Châu. Trác Hạo Nhiên vỗ bàn giận dữ nói, con mẹ nó, Đại Phụng đây là đã nể mặt mà không biết điều. Bọn hắn thực cho rằng chỉ bằng mấy tên siêu phàm dưa héo kia thì có thể chống lại quốc sư cùng Già La Thụ Bồ Tát. Có thể chống lại Bạch Đế Thần Thú. Không chỉ Trác Hạo Nhiên, cao tầng trong quân đang ngồi đây đầu tiên là ngạc nhiên, tiếp đó hùng hùng hổ hổ hẳn lên. Tiểu Hoàng đế còn là tính tình bướng bỉnh. Đây là ngại mạng quá ngắn sao, hay là ghế rồng ngồi cộm mông, sốt ruột không dằn được muốn để chúng ta đuổi hắn xuống. Mụ nội nó, triều đình Đại Phụng lấy đâu ra tự tin. Quốc khố trống rỗng, các nơi hỗn loạn, ngay cả giám chính cũng không còn. Hắc, đã không sợ chết, vậy thì đánh thôi, chờ chúng ta đánh vào kinh thành, tiểu hoàng đế kia còn không quỳ xuống khóc lóc cầu xin tha thứ. Từ sau khi giám chính bị phong ấn, xâm chiếm Thanh Châu, sĩ khí Vân Châu quân kéo lên đến đỉnh, thậm chí một độ bành trướng, cho rằng đánh hạ kinh thành, vào làm chủ Trung Nguyên là vấn đề thời gian. Bình thường khi bàn luận đến triều đình Đại Phụng, trong lời nói có rất nhiều khinh thường, mang theo thái độ quan sát. Bởi vậy, nghị hòa ở trong mắt một đám tướng lĩnh hoàn toàn là bố thí cùng thương hại, triều đình Đại Phụng thế mà dám chủ động từ chối. Bọn họ cho rằng khi Vân Châu quân một đường đẩy tới kinh thành, khi quốc sư cùng với Già La Thụ siêu phàm cao thủ cường đại vô địch như vậy giáng xuống kinh thành, Đại Phụng bọn họ có năng lực đối kháng. Sắc mặt Thích Quảng Bá ngưng trọng nghiêm túc, chờ đợi các tướng lĩnh phát tiết xong cảm xúc, hắn gõ gõ mặt bàn, nói: Mật thám Thiên Cơ cung truyền về tình báo là Hứa Thất An ép Vĩnh Hưng thoái vị, nâng đỡ trưởng công chúa Hoài Khánh đăng cơ. Tướng lĩnh quân đội Vân Châu một khắc trước còn là cảm xúc trào dâng, kêu gào không ngừng, giờ phút này nghe xong Thích Quảng Bá nói, tập thể thất thanh, nhìn nhau, trên mặt che kín kinh ngạc cùng chấn động. Tin tức này quả thật phi thường chấn động, làm người ta bất ngờ không kịp đề phòng. Nhưng tính chất của nó càng thêm thiên hướng hồ nháo cùng thái quá, thế mà nâng đỡ một nữ nhân đăng cơ. Phốc, có người không nhịn xuống, cười ra tiếng, sao, họ Hứa cùng đường rồi. Thế mà lại làm ra một chiêu ngu ngốc như vậy. Đúng vậy, nữ nhân đăng cơ làm hoàng đế, hắn là ngại Trung Nguyên loạn không đủ triệt để. Cho dù chư công kinh thành kiêng kỵ vũ lực của hắn, không dám lập tức dựng cờ tạo phản, nhưng chỉ cần hắn vừa rời khỏi kinh thành, nữ đế đó chỉ sợ quay đầu liền bị người ta ban cho rượu độc, hoặc không minh bạch chết vào trong cung. Trác Hạo Nhiên cười nhạo nói, làm một tên đồ tể hiếu sát thành tánh, nữ nhân trong mắt hắn tựa như đồ chơi, cũng xứng ngồi ghế rồng. Dương Xuyên Nam lắc đầu bật cười, như vậy, kinh thành lòng người di động, sợ là càng khó hợp sức đối kháng chúng ta. Chờ quốc sư luyện hóa khí vận Thanh Châu, xua quân Bắc Thượng, không cần bao lâu liền có thể đại phá kinh thành. Tướng lĩnh khác cười phá lên, có trào phúng, có khinh thường, có trêu chọc, đối với chuyện nghị hòa thất bại, ngược lại không hề để ở trong lòng. Cơ Huyền và Cát Văn Tuyên liếc nhau, mặc dù có hoang mang cùng mờ mịt, nhưng chưa vội vã, phụ họa đám tướng lĩnh, mà là nhìn về phía Thích Quảng Bá. Không sai, nâng đỡ trưởng công chúa đăng cơ, quả thật là một nước cờ hiểm.
Thích Quảng Bá nhìn quét mọi người, chậm rãi nói, nếu ta nói cho các ngươi, hắn chẳng những nâng đỡ nữ tử đăng cơ, còn ở trong khoảng thời cực gian ngắn ổn định triều đình, cũng ở ngày trưởng công chúa đăng cơ, khiến kinh thành hoa nở khắp thành, dân chúng trong kinh coi là trời giáng điềm lành, nhận định trưởng công chúa đăng cơ là mệnh trời quy tụ, là vì cứu vớt đại phụng bấp bênh. Các ngươi cảm thấy, cái này lại như thế nào? Các bạn đang nghe chuyện Đại Phụng Đả Canh Nhân của tác giả Mại Báo Tiểu Lang Quân tại Thư viện Sách Nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1724, Thành viên Thiên Địa Hội hội hợp 1B. Không khí cười vang trong sảnh đột nhiên yên tĩnh. Trên mặt các tướng lĩnh không còn nụ cười, lặng lẽ nhìn nhau, muốn xem đồng nghiệp là phản ứng thế nào. Cát Văn Tuyên nói, hắn ép Vĩnh Hưng thoái vị là vì nâng đỡ một con rối làm hoàng đế, như vậy liền không còn nỗi lo ở sau. Nhưng đã là con rối, chọn một đứa trẻ ngây thơ không phải càng tốt. Vì sao phải đi nước cờ hiểm này, nâng đỡ nữ nhân thượng vị? Có người hắc một tiếng, nữ đế đó nghĩ hẳn xinh đẹp như hoa nhỉ, không chừng đã là nhân tình của Hứa Thất An kia. Họ Hứa phong lưu háo sắc, mọi người đều biết. Cát Văn Tuyên nhíu mày nói, người chỉ biết mang kẻ địch nghĩ thành ngu xuẩn, mới là ngu xuẩn không hơn không kém. Cơ Huyền hơi trầm ngâm, căn cứ tình báo tương quan của Hoàng thất Đại Phụng, trưởng công chúa Hoài Khánh là tài nữ nổi tiếng trong kinh. Từng học tập nghiên cứu ở Thư viện Vân Lộc, thời kỳ nguyên cảnh tại vị, nàng từng đảm nhiệm Hàn Lâm biên tu, không phải nữ tử bình thường. Bởi xuất thân, Cơ Huyền đặc biệt chú ý đối với thành viên Hoàng thất Đại Phụng, tướng lĩnh đang ngồi có lẽ không quá rõ chi tiết của một công chúa, nhưng Cơ Huyền biết rõ ràng. Chỉ vì điều này, chắc Hạo Nhiên nghe hiểu ý tứ của Cơ Huyền, trưởng công chúa tài hoa hơn người thượng vị. Có thể so với Vĩnh Hưng càng thêm lợi hại, nhưng xuất phát từ thành kiến đối với nữ tử, hắn vẫn là một bộ thái độ khinh thường. Thích Quảng Bá gõ bàn lần nữa, nói, lúc thám tử Thiên Cơ cung truyền đến tin tức, sứ đoàn vào kinh thành vẫn còn, Hứa Thất An giữ lại mà không giết, nghĩ hẳn là muốn làm giao dịch với chúng ta. Mọi người đồng loạt nhìn về phía Cơ Huyền. Nếu là con vợ kế bình thường, phân lượng có hạn, quả quyết sẽ không cho triều đình Đại Phụng cơ hội công phu sư tử ngoạm. Nhưng vị con vợ kế này là em trai cùng một mẹ của Cơ Huyền, mà Cơ Huyền làm tam phẩm võ phu Vân Châu Hệ. Địa vị cao cả, đệ đệ của hắn tự nhiên không phải con vợ kế bình thường có thể so sánh. Cơ Huyền trầm giọng nói, tất cả nghe theo đại tướng quân định đoạt. Hắn chủ động lui nhường một bước. Thích Quảng Bá nói, ba ngày sau, tập kết binh lực, tiến vào địa giới Ung Châu. Vây thành không công, tạo áp lực cho triều đình Đại Phụng. Lại phái sứ giả bàn bạc với Dương Cung, ép bọn hắn thả người. Cát Văn Tuyên gật đầu, như vậy, chúng ta có thể tiêu phí chút ít trả giá đổi về Cơ Viễn công tử. Tập kết binh lực, đã là tạo áp lực, cũng là biểu hiện ra thái độ cường thế, đoạn tuyệt cơ hội công phu sư tử ngoạm của triều đình Đại Phụng. Các tướng lĩnh trong sảnh nghe vậy, hưng phấn xoa tay, sớm chờ không nổi nữa. Các tướng sĩ ngày ngày đêm đêm ngóng trông tấn công Ung Châu. Nghĩ hẳn bọn hắn cũng không dám không giao ra Cơ Viễn công tử. Thành Thanh Châu, trong tòa nhà lớn cách bố chính sứ ti không đến ba dặm. Hứa Bình Phong ngồi xếp bằng, từng đạo lực lượng phàm nhân mắt thường không thể nhận ra hướng căn nhà lớn hội tụ, hóa thành hào quang hội tụ vào trong cơ thể thuật sĩ áo trắng. Những lực lượng này bị ngưng tụ ở chỗ đan điền, hình thành một khối khí đục ngầu. Hai, bàn tay Hứa Bình Phong nắm hờ khối khí, từng chút một luyện hóa tạp chất trong khối khí, để nó xu hướng thấu triệt, trong vắt. Năng lực trung tâm của luyện khí sĩ, đó là mang khí vận một châu luyện hóa, chiết xuất, sau đó dung nhập thân mình, lại lấy khí vận luyện hóa mà đến dẫn động lực lượng chúng sinh. Đợi khí vận hùng hậu đến trình độ nhất định, sinh ra chất biến, liền có thể tấn thăng thiên mệnh sư, thăm dò tương lai, trở thành kỳ thủ đỉnh cao nhất thế gian. Tiếng vỗ cánh từ trong đình viện vang lên, một con bồ câu đưa tin vững vàng đáp ở trong sân. Hứa Bình Phong mở mắt, mang khối khí nửa đục ngầu nhét vào đan điền, sau đó đưa tay vẫy, mang bồ câu đưa tin trong viện chộp ở trong tay, bồ câu đưa tin mang đến là truyền thư của Thích Quảng Bá. Hứa Bình Phong xem xong nội dung trên tờ giấy, hơi trầm ngâm, mặt trong ngón tay lau trên giấy. Chữ viết màu đen biến mất, biến thành một chữ, khả, có thể, được. Hắn mang tờ giấy nhét về ống trúc trên chân bồ câu đưa thư, nhẹ nhàng tung, tiếp theo đứng dậy, bước sang trái một bước, tới thiền phòng cách vách. Nhiệt độ trong phòng nóng cháy như giữa hè, Già La Thụ Bồ Tát khoanh chân ngồi, chỗ cổ không trống rỗng nữa, đầu đã mọc lại. Nhị hòa thất bại rồi.
Hứa Bình Phong cười nói. Già La Thụ Bồ Tát mở mắt ra, khuôn mặt nghiêm túc không thấy vẻ mặt khác, chậm rãi nói, giám chính quả nhiên để lại hậu thủ. Nhưng, là con bài chưa lật thế nào, có thể khiến hắn có lòng tin chiến một trận với chúng ta. Hứa Bình Phong khoanh tay mà đứng, khẽ cười nói, ngươi không đủ hiểu hắn, dám tử chiến với chúng ta, chưa chắc là có lòng tin, là cùng đường, ngọc đá cùng vỡ. Giám chính lão sư cho dù để lại con bài chưa lật, cũng không có khả năng để hắn trực tiếp tấn thăng nhất phẩm. Đơn giản là thủ đoạn nào đó tăng cường chiến lực, cùng với Lạc Ngọc Hành sắp độ kiếp, tấn thăng nhất phẩm, san bằng bộ phận chiến lực, khiến trong lòng hắn có một chút tự tin. Già La Thụ Bồ Tát khẽ gật đầu. Hứa Bình Phong tiếp theo nói, 3 ngày sau phát binh Ung Châu, đến lúc đó, thăm dò chút là biết. Bạch Đế còn chưa quay về Cửu Châu Đại Lục. Già La Thụ Bồ Tát hỏi, còn cần chút thời gian. Hứa Bình Phong nói, vị hậu duệ thần ma kia ở hải ngoại làm cái gì, mưu tính cái gì, không có ai biết. Đương nhiên, Hứa Bình Phong nếu cố ý đi điều tra, vẫn có thể tra được dấu vết để lại, nhưng không cần thiết. Làm như vậy sẽ chỉ phá hỏng quan hệ minh hữu, mất nhiều hơn được. Ti Thiên Giám, Đài Bát Quái, Hứa Thất An ngồi xếp bằng ở bên bàn, nhìn kinh thành chúng sinh chăm vẻ, cảm ngộ lực lượng chúng sinh. Phía sau thanh quang chợt lóe, Tôn Huyền Cơ áo trắng bay bay mang theo viên hộ pháp xuất hiện ở phía sau hắn. Thương thế khỏi chưa? Hứa Thất An ngồi xếp bằng không dậy, để lại cho một người một vượn bóng lưng cao ngất như giám chính lúc trước. Viên hộ pháp trước nhìn Tôn Huyền Cơ, sau đó quay đầu nhìn bóng lưng Hứa Thất An, nói, khỏi 7-8 phần. Hứa Thất An gật gật đầu, từ trong lòng lấy ra một cái túi gấm, thứ bên trong sẽ nói cho ngươi kế tiếp làm như thế nào. Tôn Huyền Cơ tiếp nhận túi gấm, chưa mở ra, yên lặng nhìn bóng lưng Hứa Thất An. Viên hộ pháp rất hiểu chuyện phiên dịch, ngươi đang bắt chước giám chính lão sư sao. Nhưng ta cảm thấy ngươi càng giống Dương sư đệ hơn. Hứa Thất An à một tiếng, chưa trả lời. Các bạn đang nghe chuyện Đại Phụng Đả Canh Nhân của tác giả Mại Báo Tiểu Lang Quân tại thư viện sách nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com. Chương 1725, thành viên thiên địa hội hội hợp 1C. Viên hộ pháp rất hiểu ý người ta, phiên dịch, tâm Hứa Ngân La nói cho ta biết, đừng mang ta đánh đồng với bức vương, ta không phải đang có giám chính, ta là đang bắt chước Gia Cát Lượng. Con mẹ nó sơ ý, chưa đề phòng con khỉ chết tiệt này, ta đêm nay muốn ăn óc khỉ. Viên hộ pháp bỗng nhiên bừng tỉnh, từ trong đắm chìm đọc tâm dãy thoát, yên lặng lui đến phía sau Tôn Huyền Cơ, nơm nớp lo sợ nói, xin cho ta một cơ hội. Tôn Huyền Cơ mở ra túi gấm, nhìn lướt qua, ừm một tiếng, trận văn dưới chân khuếch tán, mang theo viên hộ pháp truyền tống rời khỏi. Viên hộ pháp như chút được gánh nặng, cảm giác mình nhặt lại một cái mạng. Đồng thời hắn ý thức được, thần thông đọc tâm của mình lại có tinh tiến, dưới tình huống Hứa Ngân La không thu thúc ý niệm, hắn cũng có thể nhìn thấu. Trong lúc nhất thời không là nên mừng hay nên buồn. Tôn Huyền Cơ vừa rời khỏi, Hứa Thất An cưỡi gió bay lên, hướng Linh Bảo Quan bay đi. Về kinh nhiều ngày, hắn còn chưa từng đi Linh Bảo Quan, mới đầu là tâm tình cũng không có thời gian, sau nữa thì vội vàng song tu với Lạc Ngọc Hành, chủ động xem nhẹ quốc sư. Dù sao quốc sư khẳng định biết chuyện hắn cùng Lạc Ngọc Hành song tu, lúc này đi rủi ro, không phải dục vọng cầu sinh của một vị chủ ao cá nên có. Nhưng bây giờ hắn phải đi Linh Bảo Quan một chuyến. Trong Linh Bảo Quan, Lạc Ngọc Hành ngồi xếp bằng ở trên ao, nhắm mắt ngồi thiền. Thân mặc vũ y, đầu đội mũ hoa sen, mi tâm một điểm chu sa sáng quắc bắt mắt. Lạnh nhạt xuất trần như cửu thiên tiên tử, quanh năm tu đạo thấm đẫm ra tiên khí, liền có thể nháy mắt hủy diệt đại bộ phận nữ tử sinh ở Hồng Trần. Trong đình nghỉ mát bên cạnh ao, một vị nữ tử ôm nhãi hồ ly ngồi, tặc lưỡi nói, quốc sư thật đẹp, da như mỡ đông, mắt phượng môi son, băng cơ ngọc cốt, nhân gian viu vật. Thật sự là khiến son phấn tầm thường như ta hâm mộ ghen hận nha. Nàng tướng mạo thường thường, tuổi cả đống, giọng điệu nói chuyện lại rõ ràng đang trêu chọc, nào có chút tự ti. Hâm mộ ghen hận nha. Bạch Cơ vỗ móng vuốt, phụ họa. Mộ Nam Chi thở dài nói, quốc sư đẹp thì đẹp đi, nhưng không có nam nhân thương cũng đáng thương lạ lùng. Bạch Cơ non nớt nói, đáng thương nha. Mộ Nam Chi tiếp tục nói, không giống ta, tuy tư sắc bình thường, nhưng tốt xấu có nam nhân thương. Bỗng nhiên lại lắc đầu, u sầu đầy mặt, cũng không phải chuyện tốt gì, một tên quỷ háo sắc, giường cũng không để người ta xuống.
thái dương trơn bóng của Lạc Ngọc Hành, một sợi gân xanh nổi hẳn lên. Nàng chỉ coi như chưa nghe thấy, tiếp tục ngồi thiền. Ngoài tiểu viện, cách một bức tường, lặng lẽ rời khỏi. Hứa Thất An dùng năng lực di tinh hoán đấu của thiên cổ che chắn khí tức, đến từ đâu thì trở về đó, ẩn sâu công cùng danh. Mộ Nam Chi ngu xuẩn này, sau khi thức tỉnh linh uẩn hoa thần liền phiêu rồi. Quốc sư à, nàng đây là gặp báo ứng nha, ai bảo nàng lúc trước uy hiếp đe dọa cô ấy. Dù sao chuyện không liên quan ta. Thời buổi này đều lưu hành tỉ muội nội quyển, hoa thần quyển quốc sư, hoài khánh quyển lâm an, linh nguyệt quyển nguyên sương. Hứa Thất An rời khỏi linh bảo quan. Nửa khắc sau, một con mèo mướp nhảy lên tường vây, tới tiểu viện yên tĩnh. Mộ Nam Chi cùng Lạc Ngọc Hành đồng thời nhìn về phía mèo mướp. Mèo mướp tuyệt không hoảng hốt, miệng ngậm một phong thư, cất bước tao nhã đi đến bên cạnh ao, mang thư ném xuống. Sau đó quay đầu bỏ đi. Quốc sư và hoa thần đồng loạt nhíu mày, thử nói, Hứa Thất An. Mèo mướp phục hồi tinh thần, như làm bộ dễ thương meo meo một tiếng, tiếp tục đi về phía trước. Hai vị nữ nhân có tuổi, nhưng giá trị nhan sắc vẫn diễm quan thiên hạ như cũ thu hồi ánh mắt. Lạc Ngọc Hành vẫy tay hút lấy phong thư, mở ra xem xong, vẻ mặt cười lạnh. Thư của ai? Mộ Nam Chi làm bộ không thèm để ý hỏi. Hứa Thất An. Lạc Ngọc Hành thản nhiên nói. Viết cái gì? Vành tai Mộ Nam Chi nhất thời dựng lên. Lạc Ngọc Hành khẽ nhếch khóe miệng, một bộ giọng điệu thong dong lạnh nhạt, khẩn cầu song tu. Ban đêm, đài bát quái. Hứa Thất An cầm mảnh vỡ địa thư, mượn ánh sao mỏng manh, chăm chú nhìn mặt gương truyền thư. Một, cứ điểm yêu đạo. Địa tông đã thăm dò rõ, bọn hắn quả thật ở Thanh Châu, đầu phục phản quân Vân Châu. Hôm nay chấp trưởng Thanh Châu để hình án sát sư ti. Tổng cứ điểm ngay tại thành Thanh Châu để hình án sát sư ti. Bọn hắn vẫn quen mặc đạo bào địa tông, rất dễ phân biệt. Cơ sở ngầm của Ngụy Uyên thực sự lợi hại. Thành viên thiên địa hội cảm khái trong lòng. 9. Được, vậy theo kế hoạch làm việc, các vị, chúng ta tìm một chỗ hội hợp. 3. Chúng ta chạm trán trong địa cung ngoài thành Ung Châu đi, nơi đó mọi người đều biết. Hơn nữa Ung Châu giáp với Thanh Châu, thuận tiện hành động, không cần thiết đến kinh thành nữa. 8. Địa cung ngoài thành Ung Châu. Atola là không biết vị trí địa cung. Sở Nguyên Trần truyền thư nói, ngoại ô phía nam Ung Châu 30 dặm, có một vùng dãy núi, ngươi tới đó hẳn là có thể nhìn thấy chúng ta. Số 8 ngươi ở nơi nào? Nếu khoảng cách không xa, chúng ta có thể ngự kiếm tới đón ngươi. Atola truyền thư từ chối, không cần, không tính là quá xa, ta đã ở Trung Nguyên. Cách Ung Châu cũng chỉ mấy ngàn dặm lộ trình. 9. Vậy, ngày mai giờ mão gặp. Các thành viên đều trả lời, được. Sáng mai có trò hay để xem rồi. Hứa Thất An cất mảnh vỡ địa thư, hòa vào bóng ma, trở lại trong phòng. Ánh nến như đậu. Mộ Nam Chi ôm Bạch Cơ, ngồi ở bên cạnh bàn đọc truyện có hình ảnh và chữ viết. Sao còn chưa ngủ? Hứa Thất An nói xong, bắt đầu cởi áo choàng, chuẩn bị cùng hoa thần cùng nhau mang giường lắc vàng kẽo kẹt. Mộ Nam Chi cười lạnh nói, Hứa Ngân La không đi tìm quốc sư của ngươi song tu, đến chỗ ta làm chi? Ta vì sao phải tìm quốc sư song tu, lại chưa tới thời gian song tu, dưới trạng thái bình thường Lạc Ngọc Hành vẫn là rất kháng cự cùng ta bốp bốp. Hứa Thất An không rõ nàng đây là ghen cái gì. Ban ngày không phải diễu võ dương oai, quyển rất được sao? Nàng đang nói cái gì thế? Hứa Thất An tức giận nói. Mộ Nam Chi, a một tiếng, lười quan tâm hắn. Các bạn đang nghe chuyện Đại Phụng Đả Canh Nhân của tác giả Mại Báo Tiểu Lang Quân tại thư viện sách nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com. Chương 1726, thành viên thiên địa hội hội hợp 2A. Vầng trăng tịch liêu treo trên bầu trời, trong màn đêm tối đen, sao thưa thớt. Một bóng đen từ trời cao gào thét mà đến, xẹt qua trên không thành Ung Châu nguy nga, hướng tới dãy núi phía nam ngoài 30 dặm bay đi. Tới gần dãy núi, bóng đen bắt đầu giảm tốc, chậm rãi lơ lửng ở vị trí sườn núi, cửa vào một cái hang. Xem ra ta là người đầu tiên tới. Sở Nguyên Trần nhìn quét quanh mình, chưa thấy thành viên thiên địa hội, vì thế nhẹ nhàng hạ xuống đất, ôm kiếm ngồi xếp bằng ở trên một tảng đá lớn, yên lặng chờ đợi. Qua nửa canh giờ, vành tai Sở Nguyên Trần khẽ động, nghe thấy tiếng động đất khe khẽ. Hắn liếc mắt nhìn bên trái, chỉ thấy một bóng người lao vút lên, nhảy lên trời cao, lại nặng nề nện xuống, ầm ầm rơi xuống đất. Là võ tăng Hằng Viễn mặc nạp y màu xanh, thân hình khôi ngô.
bởi vì võ tăng thô bỉ giống với võ phu, không thể cưỡi mây đạp gió, không thể ngự kiếm phi hành. Tạm thời ngự không cách nào chống đỡ lặn lội đường xa, cho nên hắn là một đường chạy như điên mà đến. Một đêm đi vội mấy trăm dặm, bày ra đầy đủ sức bền siêu mạnh của võ tăng. Hằng Viễn đại sư, xem ra ngươi cách Ung Châu không xa. Sở Nguyên Trần cười nói, A-di-đà Phật. Hằng Viễn chắp hai tay lại, sở thí chủ khí tức hùng hậu, tu vi lại có tiến bộ, có chạm đến ngưỡng cửa tam phẩm không? Sở Nguyên Trần trầm ngâm một phen, thản nhiên nói, nếu chỉ là chiến lực địch nổi tam phẩm, như vậy ta trong 3 tháng, liền có thể trở thành siêu phàm. Nhưng con đường của ta di chứng cực lớn, chỉ có chiến lực siêu phàm, lại không có tuổi thọ của cường giả siêu phàm cảnh, bởi vậy thử lắng đọng lại tiếp, không làm đột phá, tìm kiếm con đường hoàn mỹ hơn. Đáng sợ, Hằng Viễn yên lặng ở trong lòng đánh giá một câu. Hắn biết Sở Nguyên Trần lấy võ đạo làm căn cơ, tu hành kiếm thuật nhân tông, điều này làm con đường của hắn trở nên rất kỳ quái, phi võ phi đạo. Nếu nhất định phải cưỡng ép phân loại, Sở Nguyên Trần đã là một kiếm tu. Không ngại làm đột phá trước, chờ sau khi bước vào siêu phàm, lại thử bổ hoàn phương pháp tu hành, có lẽ sở thí chủ có thể sáng chế một hệ thống mới. Hằng Viễn nói, sau khi đứng ở độ cao nhất định, suy ngược lại hệ thống tu hành, so với lúc nhỏ yếu thử mò mẫm, khai sáng hệ thống mới là đơn giản hơn nhiều. Sở Nguyên Trần sơ sơ cằm, nói, đã nói về cái này, có chuyện ta trái lại rất kỳ quái. Trong các hệ thống lớn đương thời, Đạo Tôn là kẻ tập hợp đại thành hệ thống đạo môn, Vu Thần tuy khai sáng hệ thống Vu Sư, nhưng trong pháp thuật hệ thống Vu Sư có rất nhiều bóng dáng đạo môn. Lấy cái này có thể phỏng đoán, Vu Thần năm đó cũng là trước tu đạo thuật, sau khi bước vào cao phẩm, mở lối tắt khác, sáng lập hệ thống Vu Sư. Hằng Viễn gật đầu, theo đề tài nói, võ đạo từ xưa đã có, cổ thuật bắt nguồn từ cổ thần, thuật sĩ thoát thai từ Vu Sư, chỉ có Nho Gia và Phật Môn là từ không tới có khai sáng. Pháp thuật Nho Gia cùng Phật Môn khác hẳn hệ thống khác, không có bất cứ điểm tương tự nào. Sở Nguyên Trần đặt ngang kiếm trên đầu gối, vuốt sống kiếm, sửa đúng nói, Hằng Viễn đại sư, ta muốn nói là, trong các hệ thống lớn hiện nay, chỉ có kẻ khai sáng hệ thống thuật sĩ là giám chính đời đầu, có thể xác định là từ thời kỳ nhỏ bé, từng bước một mò mẫm ra hệ thống thuật sĩ. Hắn là không hợp lý nhất trong kẻ khai sáng toàn bộ hệ thống. Đời đầu tuy xuất thân hệ thống Vu Sư, nhưng năm đó hắn theo cao tổ hoàng đế chinh chiến, vẫn là lúc còn nhỏ yếu, chưa có tư cách nhà cao tầng xây từ đất bằng. Ta cũng thử mò mẫm một con đường tu hành mới, chính bởi vì như vậy mới có thể thật sự hiểu biết được giám chính đời đầu kinh tài tuyệt diễm, cùng với không hợp với lẽ thường. Thật muốn biết hắn năm đó là khai sáng ra hệ thống thuật sĩ như thế nào. Sở Nguyên Trần cảm khái nói, đang tán gẫu, hai người đồng thời quay đầu, hướng phía đông bắc nhìn lại. Trong màn đêm nặng nề, một bóng đen ngự kiếm mà đến, gào thét như gió, hướng tới sườn núi cắm chéo. Người trên sống kiếm, mặc giáp nhẹ, áo choàng màu đỏ tươi, trong tay xách trường thương màu bạc, buộc tóc đuôi ngựa cao cao, tư thế oai hùng hiên ngang. Lý Diệu Chân khôi phục trang phục năm đó ở Vân Châu diệt phỉ, một nữ tướng quân tư thế oai hùng bừng bừng. Nữ tướng áo bào đỏ, Ti Thiên Giám, phòng ngủ. Hứa Thất An mở mắt, tay phải vươn chăn bông, bấm tay bắn ra. Xẹt, ngọn nến cất tiếng trả lời cháy lên, phát ra hào quang mờ nhạt. Hắn thu hồi tay, nhéo cái mông mật đào trong mềm mại lại không mất co giãn của Mộ Nam Chi một phát, hoa thần đang ngủ say chưa phát hiện. Hứa Thất An lấy ra mảnh vỡ địa thư, triệu ra phù đồ bảo tháp, mang Bạch Cơ thả ra. Ngươi ở chỗ này bầu bạn nàng ấy, ta ra ngoài làm việc. Hứa Thất An vỗ cái đầu quả dưa của nhóc hồ ly, dặn dò. Bạch Cơ đứng ở mép giường, mắt đen lúng liếng nhìn bóng lưng nằm nghiêng của Mộ Nam Chi, hừ hừ nói, không có cốt khí. Rõ ràng đã nói không quan tâm hắn, nhưng Hứa Ngân La bám dính lấy mãi, vừa hôn vừa ôm, nàng liền ỡm ở. Còn làm bộ làm tịch nằm lên trên giường, nói mình cần nghỉ ngơi, đừng quấy rầy. Cái này không phải bày rõ muốn lên giường với hắn sao? Gì, ngươi không có cốt khí? Bạch Cơ lao tới cạnh Mộ Nam Chi, vung móng vuốt nhỏ cho nàng một bộ vương bát quyền. Mộ Nam Chi ngủ rất say, cho nên không nghe thấy nó kháng nghị. Hứa Thất An ăn mặc chỉnh tề, nói, ta đi Ung Châu, hôm nay có một trận ác chiến phải đánh, ngươi ngoan ngoãn ở lại Ti Thiên Giám. Nếu nhàm chán, thì vào trong thành đi dạo, hoặc là đi Hứa phủ ngồi chơi. Nhưng đừng bại lộ quan hệ giữa chúng ta, bằng không ngươi sẽ bị Linh Nguyệt cùng Thẩm Thẩm liên thủ đánh quyền. Hứa Thất An hóa thành bóng ma biến mất.
Hắn vừa đi, Mộ Nam Chi lập tức tỉnh lại, gõ cái đầu quả dưa của Bạch Cơ, gắt, ngươi biết cái gì, gì đây là trừng phạt hắn, để hắn hầu hạ ta, bù lại sai lầm. Bạch Cơ si ngốc nhìn Hoa Thần không đeo vòng tay. Lý Diệu Chân nhảy xuống khỏi sống kiếm nhìn trái nhìn phải, liền biết chỉ có Hằng Viễn cùng Sở Nguyên Trần ở đây. Sở huynh, Hằng Viễn đại sư, nàng chưa hành đạo lễ, mà là ôm quyền. Ba người chào hỏi, sau đó kiên nhẫn chờ đợi, không đến nửa khắc đồng hồ, chỗ cách nơi đây không xa phát sáng lên, Lý Linh Tố cùng Dương Thiên Huyễn đến đây. Ồ, bọn họ ở bên kia. Lý Linh Tố thoáng cảm ứng, liền dễ dàng định vị vị trí ba người Sở Nguyên Trần. Nơi hắn định vị là địa điểm ngày đó theo Từ Khiêm xuống mộ, lúc ấy bên cạnh còn có Miêu Hữu Phương cùng quốc sư. Cái đó và cửa Sở Nguyên Trần, Hằng Viễn định vị có một khoảng cách. Các bạn đang nghe chuyện Đại Phụng Đả Canh Nhân của tác giả Mại Báo Tiểu Lang Quân tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1727, thành viên thiên địa hội hội hợp 2B. Dương Thiên Huyễn đội nón vải lụa, nâng chân bước, hai người chợt biến mất, ngay sau đó xuất hiện ở trước mặt ba người bọn Lý Diệu Chân. Ta kéo tới cho thiên địa hội một cường viện, có Dương huynh lược trận, chúng ta sẽ không bất cứ nỗi lo ở sau nào. Lý Linh Tố mỉm cười, nhìn quét xung quanh, ồ, Hứa Thất An cùng Kim Liên đạo trưởng chưa tới. Kim Liên đạo trưởng có lẽ đường xá xa xôi, về phần Hứa Ninh Yến, không chừng còn phong lưu khoái hoạt ở trên giường nữ nhân nào. Hắn thái độ thoải mái ngồi xếp bằng, từ trong mảnh vỡ địa thư lấy ra vài hũ rượu, cười nói, cách giờ mão còn xa, mọi người thật không dễ. Gì tụ tập, sao có thể không có rượu? Sở Nguyên Trần là người thích rượu, mỉm cười tiếp nhận, Hằng Viễn đại sư là võ tăng, không kiêng mặn. Bọn họ đốt một đống lửa trại, ngồi vây quanh ở bên đống lửa uống rượu. Chỉ có Dương Thiên Huyễn, đứng ở cách đó không xa không nhúc nhích, quật cường muốn cho mọi người một cái bóng lưng cao thâm khó lường. Lý Linh Tố uống một ngụm rượu, đưa ra một đề tài mọi người đều tương đối cảm thấy hứng thú, có ai biết thân phận số 8, là nam hay nữ, đợi lát nữa là biết. Lý Diệu Chân liếc sư ca một cái, ha ha một tiếng, con thỏ còn không ăn cỏ gần hang, nếu là cô nương, ngươi tốt nhất đừng có ý đồ với nàng. Dựa vào cái gì ngươi có thể ái muội với Hứa Thất An, đến ta nơi này thì thỏ không ăn cỏ gần hang. Trong lòng Lý Linh Tố tranh cãi một câu, hắn thuần túy chỉ là tò mò thân phận số 8 mà thôi. Nói đùa, bên cạnh Lý Huynh có ba vị hồng nhan tri kỷ, hàng đêm sinh ca, há là loại người háo sắc chưa từng thấy nữ nhân đó. Dương Thiên Huyễn cách đó không xa tỏ bất bình giúp huynh đệ. Ba người bọn Lý Diệu Chân đồng loạt nhìn về phía Lý Linh Tố, trong lòng hiện lên ý niệm là, không hổ là ngươi, khó trách phải kiêm tu võ đạo, Thiên Tông thật là tu thái thượng vong tình. Lý Linh Tố cười khan một tiếng, ta không thông binh pháp, cũng không biết quản lý quân đội, liền tìm mấy hồng nhan tri kỷ có tài năng phương diện này hỗ trợ. Cái này quả thực là kỳ quặc, Hứa Ninh Yến nói Thiên Tông thánh tử hồng nhan tri kỷ trải rộng Trung Nguyên, ta còn cảm thấy quá khoa trương, bây giờ xem ra, không khoa trương một chút nào cả. Trong lòng Sở Nguyên Trần tất cả đều là lời nói nhảm. Lý Diệu Chân biết sư ca nhà mình là đức hạnh gì, không chút kỳ quái, tiếp tục đề tài vừa rồi, tu vi số 8 hẳn là sẽ không quá cao. Kim Liên đạo trưởng sẽ không mang mảnh vỡ địa thư tặng cho người phẩm cấp quá cao. Cái này đã không có giá trị bồi dưỡng, lại khó có thể khống chế, cho nên lão lựa chọn tiềm lực cổ tương lai có hy vọng trở thành một phương chư hầu. Từ một điểm này để suy tính, số 8 lúc trước lấy được mảnh vỡ địa thư, giống như thành viên khác, tu vi nhất định không cao. Lý Linh Tố ha ha một tiếng, nếu chưa tới tứ phẩm, vậy thì có thể bảo hắn trở về. Nhưng nếu Kim Liên đạo trưởng không ngăn trở, nói rõ số 8 vẫn là có chút lợi hại. Sở Nguyên Trần tán đồng ý kiến của thánh tử, ít nhất cũng là chiến lực tứ phẩm, mới có tư cách tham dự trong hành động bao vây tiễu trừ yêu đạo địa tông. Kế hoạch lần này nếu thuận lợi hoàn thành, chúng ta hứa hẹn đối với Kim Liên đạo trưởng liền xem như hoàn thành, mảnh vỡ địa thư sẽ hoàn toàn thành pháp khí của chúng ta. Lý Diệu Chân bĩu môi, nhưng cái này cũng không có ý nghĩa gì, Kim Liên đạo trưởng tay không bắt sói. Đang nói, năm người ở đây lòng có cảm giác, nhìn bầu trời Tây Bắc. Dưới màn đêm, một vị lão đạo đạp không mà đến, bước ra mỗi một bước, liền có một tia sáng vàng ngưng tụ hoa sen nâng lòng bàn chân lão. Từng bước nở sen, mà khi lão nâng chân, hoa sen sẽ hóa thành ánh sáng vỡ vụn tiêu tán. Kim Liên đạo trưởng, đám người Lý Diệu Chân cao giọng ân cần thăm hỏi. Đồng thời,
Trong lòng mọi người cảm khái một tiếng, đây mới là bộ dạng siêu phàm cường giả nên có. Kim Liên đạo trưởng chậm rãi hạ xuống đất, phía sau vẫn có ánh vàng vỡ vụn phiêu tán, làm nên cho phong phạm tiên phong đạo cốt, cao nhân của lão. Các vị, từ biệt nửa năm, phong thái càng hơn ngày xưa. Kim Liên đạo trưởng cười ha ha nói, luôn cảm giác ngươi đang khoe khoang. Trong lòng thành viên thiên địa hội ăn ý hiện lên ý niệm này. Đạo trưởng, Hứa Ninh Yến cùng số 8 còn chưa đến. Lý Linh Tố vừa mới dứt lời, Kim Liên đạo trưởng liền nhìn phía dưới chân Lý Diệu Chân, cái bóng bị lửa trại vặn vẹo bất định, cười nói, hắn sớm, đến đây rồi. Cái bóng chợt bành trướng, hóa thành hình người đen sì, tiếp đó ngũ quan rõ ràng, chính là Hứa Thất An mặc áo bào xanh hoa mỹ. Các vị, đã lâu không gặp. Hứa Thất An cười chắp tay. Lý Diệu Chân bị dọa giật mình, cúi đầu nhìn cái bóng, khuôn mặt trắng noãn hiện lên một mảng đỏ ửng, cả giận nói, ngươi trốn trong cái bóng của ta làm chi? Từ trong cái bóng của thiếu nữ xinh đẹp chui ra, vẫn tốt hơn chui cái bóng của hán tử thô lỗ. Hứa Thất An quay đầu nhìn về phía Dương Thiên Huyễn, Dương sư huynh cũng có mặt à? Dương Thiên Huyễn ửng một tiếng, dùng giọng điệu thuận miệng chuyện phiếm, chẳng hề để ý nói, nghe nói ngươi nâng đỡ trưởng công chúa đăng cơ. Làm không tệ, rõ ràng hâm mộ đến đập đầu vào tường. Lý Linh Tố oán thầm, tiếp theo, hắn ngẩng đầu nhìn thoáng qua sắc trời, nói, giờ mão đến rồi, số 8 sao còn chưa đến. Kim Liên đạo trưởng cùng Hứa Thất An đồng thời nói, hắn đến rồi. Theo hai người dứt lời, trong rừng rậm bên cạnh mọi người chậm rãi đi ra một người khổng lồ cao gần 9 thước, mặc áo cà sa đỏ vàng giao nhau, trên cổ đeo lần tràng hạt. Hắn bề ngoài xấu xí, xương lông mày nhô ra, ánh mắt sắc bén giấu đi. Trong xấu xí, lại cho người ta cảm giác oai hùng. Lý Linh Tố khi nhìn thấy bóng người chiều cao vượt xa nhân tộc bình thường, liền biết số 8 không có khả năng là mỹ nhân chất lượng tốt trong tưởng tượng của hắn, có chút thất vọng. Mà khi số 8 đi vào phạm vi lửa trại chiếu rọi, thấy rõ diện mạo hắn, Lý Linh Tố kinh ngạc, Tu La tộc. Lúc ở Ung Châu, Lý Linh Tố từng đối mặt với Tu La Kim Cương độ phàm, quen thuộc đối với Tu La tộc hơn xa đám người Lý Diệu Chân. Người của Phật môn, Lý Diệu Chân Sở Nguyên Trần cùng với Hằng Viễn Đại Sư, sau khi thấy rõ trên người số 8 mặc áo cà sa, vẻ mặt ngạc nhiên. Lý Linh Tố lấy ra mảnh vỡ địa thư, giơ lên, nói, số 8, Tăng Nhân Khôi Ngô cũng lấy ra, một tấm gương ngọc thạch nhỏ, thể hiện thân phận của mình. Các bạn đang nghe chuyện Đại Phụng Đả Canh Nhân của tác giả Mại Báo Tiểu Lang Quân tại Thư Viện Sách Nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1728, Đại Quân Tiếp Cận 1. Thật đúng là số 8, đám người Lý Diệu Chân không ôm hy vọng nữa, bất đắc dĩ tiếp nhận sự thật. Nói thật, số 8 là đệ tử cửa Phật, đây là điều bọn họ không ngờ tới. Hôm nay Phật môn và Đại Phụng có thể nói thế như nước với lửa, số 8 lại là đệ tử cửa Phật, cái này ta cũng không phân biệt rõ là địch là bạn. Lý Diệu Chân liên tục nhíu mày, Sở Nguyên Trần cũng có băn khoăn tương tự, sau khi nghe Lý Linh Tố hô ra thân phận đối phương là Tu La tộc, hắn liền đánh mất phán có lẽ giống với Hằng Viễn Đại Sư, nhận định đối phương chính là đến từ Tây Vực. Bởi vì chỉ có Tây Vực mới có Tu La tộc. Căn cứ tin cậy với Kim Liên đạo trưởng, hắn mang băn khoăn đè ép ở trong lòng, bất động thanh sắc nhìn quét người khác, phát hiện mọi người đều có sự lo lắng tương tự. Ngồi, Hứa Thất An hướng Atola vẫy vẫy tay. Atola không thấy lạ lẫm chút nào ngồi xuống ở bên lửa trại, tiếp nhận vò rượu Hứa Thất An đưa, dốc một ngụm, nhìn quét mọi người, cười nói, từ khi xuất quan tới nay, vẫn là lần đầu tiên gặp lại các vị, chiếu cố nhiều hơn. Có lẽ là thái độ hắn khá thân thiện, phong cách nói chuyện cũng thiên hướng ôn hòa, sự cảnh giác của đám người Lý Diệu Chân hơi giảm. Sở Nguyên Trần châm trước nói, số 8, Đại Phụng cùng Phật môn tranh đấu trong lòng ngươi rõ, ý nghĩa sau lưng vây giết Hắc Liên, ngươi cũng rõ. Ngươi đã là đệ tử cửa Phật, vì sao phải tham dự việc này? Sở Trạng Nguyên xưa nay là người thẳng thắn quang minh, nói toạc ra, trần thuật lợi hại. Thấy ánh mắt mọi người ngưng tụ ở trên người mình, Atola không nhanh không chậm nói, ta tuy mặc tăng y khoác áo cà sa, nhưng không cho rằng mình là đệ tử cửa Phật. Ân oán oán của Phật môn cùng Tu La tộc, các vị đang ngồi biết rõ. Nghe vậy, thành viên thiên địa hội có chút xấu hổ cùng thổn thức. Bọn họ từng hướng số 8 tung ra liên hệ giữa Phật Đà cùng Tu La Vương. Đối với quan hệ hỗn loạn của Tu La Vương, Atola, Nam Cương Cửu Vĩ Thiên Hồ, càng ra sức bôi nhọ.
Thình lình biết số 8 thế mà lại là Tu La tộc nhân, khó tránh khỏi có chút xấu hổ. Vậy thì tốt. Sau khi xác nhận là bạn không phải địch, Lý Linh Tố xách vò rượu, nói, ta cũng coi như từng có tiếp xúc vài lần với Tu La tộc, ngươi là Tu La tộc đặc thù nhất ta từng gặp. Tu La Kim Cương Độ Phàm, Tu La Vương, cùng với con út của hắn Atola, đều thành tín đồ thành tín nhất của Phật môn. Độ Phàm Kim Cương kia ngã xuống ở Kiếm Châu, Atola liên tiếp bị Hứa Thất An của Thiên Địa Hội chúng ta áp chế. Chỉ có ngươi có bản tâm, không bị Phật môn độ hóa. Các thành viên khẽ gật đầu, cho rằng đây là nguyên nhân Kim Liên Đạo trưởng lựa chọn số 8. Thông qua vừa rồi quan sát, bọn họ đại khái có thể xác định số 8 tu vi không cao, ở giữa ngũ phẩm đến tứ phẩm. Nhưng quả nhiên có chỗ đặc thù. Lý Linh Tố nói xong, uống một ngụm rượu, lại hỏi, đúng rồi, còn không biết ngươi tên là gì. Atola nhìn quét mọi người một cái, khóe miệng hơi nhếch lên, Atola, choàng. Vò rượu trong tay Lý Linh Tố rơi xuống đất vỡ tan, hắn hai mắt đăm đăm, sững sờ nhìn Atola, lắp bắp nói, a cái gì? Atola mặt không đổi sắc, lặp lại một lần, Atola. Thánh tử lắp bắp nói, cái gì Tola? Atola kiên nhẫn trả lời, Atola. Thánh tử nuốt nuốt nước bọt, a cái gì la? Đầu ngón tay Atola điểm ở mi tâm, chợt phát lực, nước sơn màu vàng nhanh chóng lan tỏa toàn thân, khiến hắn hóa thành một pho tượng màu vàng sẫm. Đồng thời, sau đầu vù một tiếng, cháy lên vòng lửa nóng rực, nhiệt độ cao xua tan rét lạnh, khiến phụ cận tiến vào giữa hè nắng hè chói chang. Choang choang choang, bình rượu trong tay Sở Nguyên Trần, Lý Diệu Chân, Hằng Viễn Đại Sư cùng rơi xuống đất vỡ tan. Vẻ mặt bọn họ và thánh tử vừa rồi không khác gì nhau, hai mắt đăm đăm, sững sờ nhìn Atola hiện ra kim thân. Gặp quỷ, số 8 là Atola, Phật môn nhị phẩm kiêm tam phẩm kim cương, thiền võ song tu Atola. Đầu óc Sở Nguyên Trần vang ong ong, nhớ tới mình lúc trước 5 lần 7 lượt thử tiêu chuẩn của Atola, cũng biểu hiện ra cảm giác về sự ưu việt nhất định, da mặt người đọc sách nóng rát như lửa đốt. Atola, con trai Tu La Vương, một trong các thành viên chủ yếu của gia đình hỗn loạn, ta cùng Lý Linh Tố trước mặt Atola cười nhạo hắn, hơn nữa không chỉ một lần. Phi Yến nữ hiệp danh khắp thiên hạ, chỉ cảm thấy giờ khắc này, mình thân bại danh liệt rồi. Cảm thấy xấu hổ hận không thể lăn lộn trên mặt đất. Huỵch, Lý Linh Tố hai đầu gối mềm nhũn, ngã ngồi xuống đất. Làm sao vậy? Atola biết nghĩ cho người khác, hỏi. Không, không sao. Số 8 ngươi thật, thật đúng là thâm tàng bất lộ. Lý Linh Tố cảm thấy mình một khắc này, rốt cuộc thăm dò được chân lý của Thái Thượng Vong Tình. Nếu ta đã Thái Thượng Vong Tình, thì có thể thông dong ứng đối. Atola trong ánh mắt mang theo ý cười, lần lượt đảo qua thánh tử Lý Linh Tố, thánh nữ Lý Diệu Chân, Sở Nguyên Trần, cười nói, việc xấu trong nhà tại hạ, để các vị chê cười rồi. Trường hợp lập tức lâm vào tĩnh mịch, sắc mặt Lý Diệu Chân đỏ lên, xấu hổ quay đầu đi, làm bộ xem phong cảnh xung quanh. Sở Nguyên Trần cúi đầu, bàn chân không tự giác cậy mặt đất. Khóe miệng Lý Linh Tố run rẩy, ép mình treo lên mỉm cười xấu hổ mà không mất lễ phép. Quá xấu hổ rồi, quá xấu hổ rồi. Trong lòng ba người rít, gào, nguyên thần đã lăn lộn đầy đất. May mắn Bần Tăng chưa nói lung tung, Hằng Viễn Đại Sư thương hại nhìn bọn họ. Kim Liên Đạo Trưởng mặt không đổi sắc uống rượu, một tư thái việc không liên quan mình. Ha 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 ha, chúng ta đợi một ngày này đã lâu. Hứa Thất An suýt nữa đưa tay che miệng lại, cứng rắn bằng vào lực lượng hóa kình, hóa đi khóe miệng tách ra cùng cơ quả táo phồng lên. Atola nhìn các thành viên Thiên Địa Hội tập thể thất thanh, lâm vào hoàn cảnh xấu hổ khó có thể nói thành lời, trong lòng nhất thời hài lòng. Ở trong không khí đọng lại, Kim Liên Đạo Trưởng ho khan một tiếng, thật ra lần hành động vây giết Hắc Liên này, Atola mới là chủ lực. Chúng ta một lần nữa mang kế hoạch cân nhắc đi. Hô! Ba người bọn Lý Diệu Chân đồng thời thở phào, Sở Nguyên Trần liền nói ngay, Địa Tông mang tổng đàn chuyển đến Thanh Châu, chúng ta muốn ở địa bàn Thanh Châu dùng sức mạnh giết Hắc Liên, có chút khó khăn. Vì giảm bớt không khí xấu hổ vừa rồi, Lý Diệu Chân tích cực lên tiếng, chỉ xem Hứa Ninh Khuyết có thể bám trụ Hứa Bình Phong cùng Già La Thụ Bồ Tát hay không. Các bạn đang nghe chuyện Đại Phụng Đả Canh Nhân của tác giả Mại Báo Tiểu Lang Quân tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1729, Đại Quân Tiếp Cận 2. Hứa Thất An uống một ngụm rượu, đưa ra trả lời khẳng định,
ta có biện pháp bám trụ Hứa Bình Phong cùng Già La Thụ. Nhưng các ngươi phải tranh thủ thời gian, cam đoan ở trong một khắc đồng hồ giải quyết Hắc Liên. Trong một khắc đồng hồ giết chết nhị phẩm cường giả, cái này cũng quá khó rồi nhỉ. Đám người Lý Diệu Chân hiện lên ý niệm, liền nghe Atola nói, không có vấn đề. Không có vấn đề. Mấy người Sở Nguyên Trần không biết nên nói cái gì. Kế hoạch đại khái đã thông qua mảnh vỡ địa thư tham thảo chi tiết, lần này chỉ là đơn giản lặp lại, thiên địa hội rất nhanh đã giải tán. Ngoại trừ Hứa Thất An, người khác tối nay liền phải bí mật lẻn vào Thanh Châu, vì cam đoan an toàn, không bị Hứa Bình Phong nhìn ra. Dương Thiên Huyễn cố ý mang đến pháp thuật che chắn khí tức, Hứa Thất An thì thi triển thêm một đạo bảo hiểm là di tinh hoàn đấu. Trong trời đêm, Lý Diệu Chân, Sở Nguyên Trần và Lý Linh Tố ngự kiếm phi hành, cố ý tụt lại sau Atola cùng Kim Liên đạo trưởng. Lý Linh Tố truyền âm nói, ta đột nhiên nhớ tới một sự kiện. Sở Nguyên Trần truyền âm trả lời, nếu số 8 là Atola, phong ma đinh trên người Hứa Ninh Khuyết đã có thể nhổ rồi. Không, đã nhổ. Bằng không hắn sẽ không tự tin như vậy. Lý Diệu Chân nghiến răng nghiến lợi tổng kết, họ Hứa đang chơi chúng ta. Tóm lại chính là phó thác nhầm rồi. Sở Nguyên Trần lặng lẽ truyền âm, Kim Liên đạo trưởng cũng thế. Chuyện này chưa xong đâu, nhất định phải trả thù trở về. Ba người ở trong lòng âm thầm thề. Tầm Châu là một tòa thành lớn nhất biên giới Ung Châu, thành Nam có một cái kênh đào bắc nối kinh thành, Nam thông Vũ Châu. Điều này làm Tầm Châu thành đầu mối then chốt thương mại, giao thông quan trọng của Ung Châu, cũng thành vùng giao tranh của hai quân. Sau khi lui giữ Ung Châu, Dương Cung liền tiếp quản tòa thành thương mại lớn này, cùng với mấy quận huyện xung quanh, tạo thành một phòng tuyến hô ứng lẫn nhau, Tầm Châu tri phủ nha môn. Trong sảnh, Dương Cung ngồi ở trên ghế dựa lớn, nhìn quan viên ghế khách, nói, chuyển lời cho Diêu Bố chính sứ, an bài xong công việc Tầm Châu, bản quan liền đi Ung Châu thành. Quan viên đó như chút được gánh nặng, đứng dậy chắp tay, như thế thì tốt, vậy hạ quan liền cáo lui. Hắn vừa đi, Lý Mộ Bạch vuốt râu dê tiến vào, cười nói, Diêu Hồng lão tiểu tử này, bản lãnh thấy gió ngã tay chèo trái lại là hạng nhất. Dương Cung bưng trà uống một ngụm, có thể làm đến vị trí bố chính sứ, có ai là kẻ ngốc. Kinh thành bên kia đại cục đã định, trưởng công chúa, không, bệ hạ cùng, Hứa Ngân La đều là phái chủ chiến, hôm nay ai dám chủ hòa, kẻ đó phải mất mũ quan. Thư đàm phán hòa bình của phản quân Vân Châu là Diêu Hồng trình lên, hắn cũng sợ bệ hạ cùng Hứa Ngân La thanh toán. Thật ra, ở trong dung chuyển hoàng quyền kinh thành thay đổi, Ung Châu bên này cũng từng có một hồi đấu tranh tranh đoạt quyền lên tiếng. Đấu tranh quyền lực giữa Tiền Thanh Châu bố chính sứ Dương Cung và Ung Châu bố chính sứ Diêu Hồng. Dương Cung là phái chủ chiến kiên định không rời, mà Diêu Hồng hoàn toàn ngược lại, là phái chủ hòa. Mâu thuẫn trên mục tiêu chiến lược khiến Dương Cung lo lắng mang hậu phương lớn giao cho Diêu Hồng. Nói không chừng ngày nào đó liền cho ngươi cạn lương thực đoạn viện binh, thân là người đọc sách, biết rõ ví dụ như vậy ở trên sách sử nhìn mãi quen mắt. Thời điểm hai bên tranh đấu kịch liệt nhất, Diêu Hồng rút củi dưới đáy nồi, mang chuyện Vân Châu nghị hòa đâm đến kinh thành. Sau đó nữa, Vĩnh Hưng và Chư Công đồng ý nghị hòa, Dương Cung dưới cơn giận dữ, liền trở về Tầm Châu. Bắt đầu làm công tác phòng thành, chuẩn bị nghênh đón phản quân Vân Châu sớm hay muộn xé bỏ điều ước tiến công. Kết quả không ngờ, trưởng công chúa Hoài Khánh và Hứa Thất An liên thủ chính biến, mang Vĩnh Hưng đuổi xuống khỏi ngôi vị hoàng đế. Sau khi tin tức truyền về Ung Châu, Diêu Hồng lập tức chịu thua, phái người đến mời Dương Cung tới Ung Châu thành, bày mưu nghĩ kế. Từ Cựu thương thế như thế nào? Dương Cung hỏi. Khôi phục tạm được, sẽ không lưu lại bệnh căn. Lý Mộ Bạch nói. Dương Cung nghe vậy, nhất thời yên tâm. Chúng một đao của tứ phẩm cao thủ, có thể nhặt trở về một cái mạng, trừ bản thân Hứa Từ Cựu mạng lớn, vẫn là bởi vì có đại ca tốt. Trên người Hứa Từ Cựu có một cái giáp mềm đao thương bất nhập, là hộ thân pháp khí Ti Thiên Giám chế tạo, chính là pháp khí này ngăn trở một đao ra sức của tứ phẩm võ phu. Nếu không vẻn vẹn thất phẩm nhân giả, chỉ sợ, ngay cả cơ hội cứu giúp cũng không có, chết ngay tại chỗ. Lấy chức quan, địa vị của Hứa Từ Cựu, không có loại hộ thân pháp khí cấp bậc này. Trừ Hứa Thất An tặng, không có khả năng khác. Đúng lúc này, một phụ tá vội vàng tiến vào sảnh, giọng điệu dồn dập, Dương Công, tham báo báo lại, phản quân Vân Châu tập kết ở biên giới, đang hướng tới Tầm Châu. Sắc mặt Dương Cung cùng Lý Mộ Bạch khẽ thay đổi. Phái phi thú quân Tâm Cổ Bộ thăm dò tiếp, truyền lệnh xuống, chuẩn bị thủ thành nghênh địch. Bảo xung phong danh 3.000 kỵ binh ra khỏi thành, tìm nơi ngủ đông, chờ đợi mệnh lệnh.
Không bao lâu, đầu tường Tầm Châu cổ tiếng nổ lớn, thủ quân nhanh chóng tập kết ở đầu tường, dân binh khuân vác khí giới thủ thành. Trong doanh trại quân đội đóng quân, nghe thấy tiếng trống Hứa Tân Niên ra khỏi phòng, ngóng nhìn phương hướng đầu tường. Sắc mặt hắn hơi tái nhợt, một bộ dáng bệnh nặng mới khỏi. Điều này làm Hứa Nhị Lang vốn là môi hồng răng trắng, tuấn mỹ chứ danh có thêm vài phần điềm đạm đáng yêu, loại có thể mang lòng của nữ nhân làm mềm nhũn đi. Trong phòng cách vách, Miêu Hữu Phương cùng Mạc Tang đang chơi cờ cũng đi ra. Mạc Tang dùng tiếng Nam Cương mắng câu thô tục, sau đó sửa dùng quan thoại Trung Nguyên, mụ nội nó, Vân Châu quân lại đánh tới. Hứa Nhị Lang cau mày, phản quân Vân Châu nhân số có hạn, muốn tiêu hóa toàn bộ Thanh Châu, ổn định hậu bàn, không phải chuyện một sớm một chiều. Mà hậu phương bất ổn, lúc đánh trận là sẽ hỏng việc. Theo lý thuyết, sẽ không nhanh như vậy đã tiến công Ung Châu. Ba người lập tức rời khỏi doanh trại, cùng sĩ tốt khác cùng nhau trèo lên tường thành, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Mặt trời dần dần lên cao, từ phía đông trèo đến đỉnh đầu, rốt cuộc, các thủ quân quan sát ở đầu tường, cuối đường chân trời, xuất hiện đại quân đông nghìn nghịt. Thương giáo như rừng, tinh kỳ liệt liệt. Đây là muốn liều chết với chúng ta. Miêu Hữu Phương biến sắc, từng khối trận hình vuông ngay, ngắn có trật tự từ từ đẩy mạnh, khí thế như cầu vồng, tổng nhân số ít nhất 5 vạn. Chủ lực Vân Châu quân đã tới hết, cái tư thế này bày rõ là muốn một hơi hạ được Tầm Châu. Các bạn đang nghe truyện Đại Phụng Đả Canh Nhân của tác giả Mại Báo Tiểu Lang Quân tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1730, Đại Triệu Hồi Thuật 1. Thủ quân đầu tường hơi xôn xao lên, từng thủ quân nắm chặt binh khí, âm thầm nuốt nước bọt như đối mặt đại địch. Pháo binh vẻ mặt khẩn trương, thân thể cứng ngắc như tượng. Không trách bọn họ sợ hãi, so sánh với dân chúng kinh thành cùng các nơi, bọn họ các tướng sĩ Thanh Châu lui giữ đến Ung Châu này mới chính thức hiểu được Vân Châu quân đáng sợ. Tinh nhuệ phản quân dũng mãnh còn ở thứ yếu, thật sự đáng sợ là siêu phàm cường giả trong phản quân. Tuyệt thế võ phu mang tường thành Đông Lăng đánh sụp xuống, cùng cường giả đáng sợ giết chết giám chính. Những người như thần tiên này, thật sự không phải bọn họ có khả năng chống lại. Trái lại bên ta, Tầm Châu một vị siêu phàm cường giả cũng không có. Vân Châu quân ở ngoài tầm bắn phạm vi của hỏa pháo đầu tường, chậm rãi dừng lại. Tiếp theo, một kỵ sĩ bước ra khỏi hàng, hướng cửa thành lao nhanh đến. Cơ Huyền, Miêu Hữu Phương nhìn tên kỵ sĩ kia càng lúc càng gần, nghiến chặt răng. Cơ Huyền ở chiến trường Thanh Châu có thể nói chiến một trận nổi danh, trước sau lấy bạo lực phá hủy Đông Lăng, Quách huyện hai thành, khiến thủ quân Đại Phụng trực tiếp tán loạn. Vân Châu quân tác chiến ba tuyến, chiến sự Tùng Sơn huyện và Uyển Bình huyện đều không quá thuận lợi. Chỉ có Cơ Huyền dẫn dắt bộ đội thế như trẻ tre, áp chế thủ quân trong Thanh Châu lúc đó, quân đội duy nhất có được tam phẩm thuật sĩ. Chuyện này đối với Đại Phụng quân mà nói, không hề nghi ngờ là một đả kích thật lớn. Đối với vị cường giả trẻ tuổi mới quật khởi này, ai không kiêng kỵ, thậm chí có người mang cơ Huyền và Hứa Thất An ra so sánh, bởi vì hai người đều là siêu phàm võ phu một thế hệ trẻ tuổi. Bởi vậy, ở sau khi nhận ra kỵ binh đơn lẻ đến dưới thành là Cơ Huyền, tinh thần thủ quân đầu tường lập tức căng thẳng lên, khẩn trương, bối rối, sợ hãi các loại cảm xúc cuồn cuộn không thôi. Hắn muốn làm gì? Một người phá thành sao? Ai có thể ngăn cản hắn? Từng suy nghĩ hiện lên trong lòng thủ quân Thanh Châu, mang đến khẩn trương cùng sợ hãi, cùng với một tia tuyệt vọng. Nã pháo, đầu tường, một tướng lĩnh quát, nhưng pháo binh sắc mặt trắng bệch, vẻ mặt căng thẳng, như là chưa nghe thấy. Không phải là hắn cố ý kháng mệnh, mà là quá mức khẩn trương, hết sức chăm chú, xem nhẹ động tĩnh bên người. Vị tướng lĩnh kia một cước đá văng pháo binh, đang muốn đích thân ra trận, lại thấy Cơ Huyền ngừng lại, chưa tiếp tục đột tiến. Cơ Huyền ghì cương ngựa, quan sát đầu tường, thản nhiên nói, Dương Cung ở đâu, bảo hắn đi ra gặp ta. Giọng điệu bình thản, thanh âm lại có thể rõ ràng truyền vào trong tai mỗi một vị thủ quân. Nguyên Thanh Châu Đô chỉ huy sứ Chu Mật đè chuôi đao, đứng ở bên tường chắn mái, trầm giọng nói, có chuyện thì nói. Cơ Huyền rút ra bên hông tiểu đao, cầm ở trong tay thưởng thức, trong mắt giống như không có Chu Mật, ngươi không có tư cách nói chuyện với ta. Chu Mật tốt xấu là Nguyên Thanh Châu Đô chỉ huy sứ, một trong ba người quyền lực lớn nhất, nào từng bị người ta vũ nhục như vậy. Cũng may làm quan nhiều năm, tính tình kiệt ngạo của võ phu mài giũa không ít, hít sâu một hơi,
quay đầu nói với phó tướng đi mời Dương Bố chính sứ. Mặc kệ thế nào, đối phương đã chưa lập tức công thành, vậy tóm lại là chuyện tốt, tạm nghe hắn nói như thế nào. Phó tướng kiêng kỵ vô cùng nhìn Cơ Huyền ở nơi xa, nhận lệnh mà đi. Một lát sau, Dương Cung mặc áo bào đỏ đi lên đầu tường. Dương Bố chính sứ. Chu Mật nghênh đón, truyền âm nói, Vân Châu phản quân tập kết quy mô lớn, binh đến dưới thành, hôm nay chỉ sợ giữ nhiều lành ít. Siêu phàm cường giả Vân Châu mất đi giám chính kiềm chế, Tầm Châu làm sao chống lại được phản quân tầm an dỗi. Chu Mật sở dĩ lựa chọn truyền âm là không muốn dao động lòng quân, tuy sĩ khí các thủ quân vốn đã không cao. Dương Cung sắc mặt ngưng trọng gật đầu, đi tới bên tường chắn mái, trầm giọng nói, bản quan Dương Cung. Cơ Huyền lúc này mới dừng thưởng thức đoàn đao, đảo qua các thủ quân đầu tường, cao giọng nói, hai quân giao chiến, không chém sứ giả. Sứ đoàn Vân Châu vào kinh Nghị Hòa, gặp Hứa Thất An cùng trưởng công chúa đôi cẩu nam nữ này chính biến, hai người này cấu kết với nhau làm việc xấu, đảo điên hoàng quyền, mang sứ đoàn Vân Châu ta bỏ tù. Các ngươi thân là sĩ tốt đại phụng, không biết thanh quân chắc thì thôi, uy nghiêm hoàng tộc Vân Châu ta lại là không thể mạo phạm. Hắn tạm dừng một lần, ánh mắt tìm tòi một trận ở đầu tường, nói, Hứa Tân Điên đường đệ của Hứa Thất An đang ở Tầm Châu, mau mau giao ra người này, bản tướng quân có thể tha các ngươi một mạng. Nếu không, hôm nay liền san bằng Tầm Châu, khiến các ngươi hóa thành tro bụi. Nói xong, đoàn đao trong tay Cơ Huyền bộc phát ra ánh đao ngập trời, hắn vẩy đoàn đao, ánh đao hình cung gào thét lao ra, cày ra trên mặt đất một khe rãnh thật sâu, sau đó phành một tiếng chém ở trên tường thành. Rắc rắc. Tường thành kiên cố sụp đổ ra vết nứt như mạng nhện, thủ quân đầu tường đồng thời cảm giác dưới chân nhoáng lên một cái. Kiêu ngạo cỡ nào? Tướng lĩnh trong thủ quân vừa sợ vừa giận, nhưng lại không có cách nào làm gì người ta. Đối phương kiêu ngạo không giả, cường đại cũng là thật sự. Có thể đối phó siêu phàm võ phu chỉ có siêu phàm võ phu. Các tướng lĩnh còn có thể giận, sĩ tốt bình thường ngay cả cảm xúc phẫn nộ cũng không dám có, trong lòng ai cũng sợ hãi, sau lưng dâng lên cơn lạnh. Chỉ uy lực một đao này, nếu là chém vào đầu tường, chém vào trên người bọn họ, 10 cái mạng cũng không còn. Bao nhiêu người cũng không đủ người trẻ tuổi đáng sợ này tàn sát. Tiểu tử này hôm nay khẩu khí cuồng vọng như vậy. Miêu Hữu Phương nắm chặt chuôi đao, nghiến răng nghiến lợi nói, lúc trước ở Ung Châu Thành, Hứa Ngân La một người đánh bọn họ tè ra quần, hiện tại là trong núi Vô Lão Hổ Hầu tử xưng đại vương. Miêu Hữu Phương cùng Cơ Huyền là có thù. Lúc trước long khí còn ở trên người, hắn bị đám người Cơ Huyền từ Thanh Châu đuổi giết đến Ung Châu, sau đó bị bắt ở trong lầu xanh. Nếu không phải về sau gặp được Hứa Ngân La, Miêu Hữu Phương hắn lấy đâu ra hôm nay? Hứa Tân Niên khom lưng, cúi đầu, không cho Cơ Huyền nhìn thấy mình, sắc mặt ngưng trọng, ngươi cũng biết là ban đầu, bây giờ Cơ Huyền này cũng là siêu phàm võ phu rồi. Mạc Tang hừ nói, A Đa ta có thể một tay đánh ngã hắn. Phía sau, trong trận doanh Vân Châu quân, Cát Văn Tuyên nắm một cái kính viễn vọng một ống, đánh giá tình trạng thủ quân đầu tường, nhịn không được bật cười, Cơ Huyền công tử thật sự là chiến một trận thành danh rồi. Một người một ngựa, dọa thủ quân đại phụng câm như hến, tương lai đánh hạ Trung Nguyên, ở trên sách sử thêm một nét bút như vậy, sử sách lưu danh nhà. Các bạn vừa nghe xong tập 173 của bộ truyện Đại Phụng Đả Canh Nhân của tác giả Mại Báo Tiểu Lang Quân tại thư viện sách nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và theo dõi để giúp kênh phát triển nhé. Xin cảm ơn.